Hello, xin chào mọi người nha. Hương Trần có hẹn với lại Minh Xuân Sữa Chua ra đây mọi người ơi, để tí xíu nữa Hương Trần đi phát đồ cho những cái máy ấm á. Thì Hương Trần có được chị gái mua ủng hộ sữa chua với ua đồ, tất cả các đồ đó. Thì Xuân cũng đem ra rồi. Xuân chào mọi người đi Xuân. Dạ em chào anh Giang từ trong nước ngoài nước. Hôm nay em đã tới, anh có một chị gái ủng hộ sữa chua và bánh lăng của Minh Xuân. Và em chia sẻ hôm nay đi theo anh Trần Phát. Phát cho bệnh viện Chợ Rẫy hả anh ha? Chợ Rẫy hả? Dạ. Để đi máy ấm đi rồi Chợ Rẫy em được. Máy ấm em sợ chứ xe em không đủ điện á. Chợ Rẫy em thấy cũng nhiều khổ, chí quan nhiều lắm. Em thấy rồi. Dạ hả? Dạ. Chợ Rẫy với bệnh viện Quận 6 cũng được. Chợ Rẫy bây giờ tại vì anh đi từ thiện luôn trả luôn Chợ Rẫy không biết làm sao đâu có mát được. Máy ấm cũng gần đây nè, nếu mà em đi đi gần đây mà em cứ chạy ra đây rồi chạy về rồi, tại vì hôm qua hồi tối em đi giao có một mớ nó thích kêu mà một người á à. Cái em đi giao một mớ rồi em không dám sạc điện cho tối, em sợ sao vậy cái chạm cho nó sạc điện vì xe điện nó chạp lên nên thường nổ á, nửa đêm mình ngủ rồi là không dám. Rồi em sạc điện bao ban ngày không à, xe em chạy xe điện mà hết điện nữa. Mỗi lần sạc chạy được nhiêu cây? Với em sạc ban ngày là giấc tối bán cho xong rồi quận mười đã về giống như giấc sáng mỗi nay em kêu em ra đây là sao em về là hết điện. Nó chỉ vậy thôi à, tại vậy em sạc nữa. Lần sạc hình như là 4-5 tiếng vậy mà. 8 tiếng à. Lần sạc dạ. Trong thời gian 8 tiếng đó là em làm vừa cơm nước gia đình rồi vừa đồ bán nữa. Mình ra khách kêu em đi ra em không có đi được là chỉ có ship thôi. Vậy đó. Cho mấy cái điểm giờ đó là em chỉ ship thôi. Cái giờ rảnh em là 6 giờ chiều. Giờ em đem ra cho em là chút về cũng cơm nước nè, rồi làm đồ qua bán làm thêm nữa. Thì hôm nay em đem cái gì, đem cái gì em nói mọi người nghe. Dạ. Truyền thống và bánh lăng có nước xanh vô cô mai cao cao sữa chua sầu riêng đó. Một ngày mình sẽ làm những mấy món đó đó, là một ngày là mấy 5 tiếng đồng hồ làm xong á. Vậy là đem ra tất cả các sản phẩm luôn hả? Dạ em đem ra hết luôn. Là bao nhiêu hũ với bao nhiêu hũ nói mọi người nghe biết. Hiện tại giờ hiện có ở đây giờ có khoảng 2 triệu lẻ mấy, là 2 triệu ở đâu lại đó, khoảng đó thôi. Em đóng mò thôi nha, chứ mình xem chưa chắc khẳng định hết nha mọi người. Em đóng mò thôi, tại vì trong cái thùng em với 50 cái bánh lăng là hết 1,750 triệu rồi. Với em còn phun nữa trong cái chuyện vỏ, cái vỏ đó là bao nhiêu em không biết, cái đây mua đi. Cái phần anh đang cần đặt em đi, em sẽ đếm rồi. Em còn bao nhiêu đấy là hết, còn cái phần em chưa đếm. Là cái phần mà anh dặn em á thì đếm lấy hết rồi, đếm đủ rồi. Dạ. Là khoảng 7 đúng không? 7,50. Dạ. Còn cái phần còn sót lại thì cũng cỡ 200-300 ngàn nữa thành 2 triệu ha. Đó mò vậy thôi. Xe Minh Xuân để ở ngoài kia nguyên cái thùng đó mọi người. Hương Trần đang đợi Mập lấy hàng qua rồi chuẩn bị đi giao với lại Minh Xuân. Giao đến cái chỗ mà cơ nhở rồi hay là những hoàn cảnh khó khăn rồi. Thì Minh Xuân nói là thấy ở bệnh viện Chợ Rẫy thì trả lụa Hương Trần thì giao Chợ Rẫy chắc không được, tại vì có chừng chục đòn mà giao giao Chợ Rẫy sao được. Cái đằng khác mình Chợ Rẫy không được hả? Chợ Rẫy bên đó không được hả? Chợ Rẫy thì anh biết rồi, nhưng mà Chợ Rẫy nếu mà trả lụa thì nghĩ là phải cắt ra bỏ vô bánh mì thì phát Chợ Rẫy thì được. Chợ Rẫy là không sao, nếu mà anh nói vậy thì em đi mua cây dao đi, nếu mình cho ta ăn cây chả đó thì mình hãy đài cho ta cây chả rồi cho ta cây dao luôn, thì tao có dao thì em mua cho tại tặng ta cây dao. Nhưng mà nhiều người lắm mà em làm sao được, có nghĩa là Chợ Rẫy đúng không là người nuôi bệnh ra. Thì bây giờ người nuôi bệnh ra là biết bao nhiêu người, rồi giao cho một người rồi người ta cắt làm sao?
cái đó là mình phải thiêu, nhưng mà bây giờ muốn phát á là phải cắt chả ra nhét vô bánh mì. Nhét vô bánh mì thì qua mai thì được, còn này luôn nguyên cây chả thì không được rồi đó. Hơn chừng cũng cảm ơn chị gái giống tên lắm nha, đã ủng hộ cho Minh Xuân thôi. Chị ủng hộ giúp cho em. Em bán vậy không dài bán đỡ không? Nói chung ra mấy ngày nay em bán cũng ok được dữ lắm anh. Nhưng mà bây giờ mưa gió, em cũng nói chung là cũng nhờ anh chàng giúp cho em. Giúp cho em để em bán để cho mình được vương á. Cũng như là mua ủng hộ em về cho mấy ấm tình thương những người ta khó khăn á anh. Thì em cũng cảm ơn anh. Trước là em biết anh trước là anh quay cho em bán. Em cũng rất là cảm ơn anh. Sau nên cảm ơn những các bạn thằng Quân đã ủng hộ thương em, cho em có cuộc sống. Em cũng cảm ơn rất nhiều. Nói chung là tại vì em cũng không có ăn học tới đâu á. Vì nuôi hai đứa nhỏ không phải là em lên đây em nói gì, nuôi hai đứa nhỏ ở thành phố mà rất là nhiều tiền. Nếu mà cho học đầy đủ là rất là nhiều tiền lắm á. Vì vậy thôi em đã kẹt nỗ lực cho em gì. Cái chân của mình, nói thì cũng nhờ anh. Dạ. Rồi sẵn nếu mà ai yêu mến Minh Xuân thì có thể mua vô ô bánh lăng. Minh Xuân đọc cái số điện thoại Minh Xuân. Dạ, số điện thoại em là 090 165 2938. Zalo này cũng là Minh Xuân luôn á. Đó mọi người ơi, kết bạn Zalo rồi có ăn uống mà đồ của Minh Xuân á thì đặt hàng. Bao nhiêu hũ thì em giao tới tận nhà? Dạ không, em ship. Ship hả? Năm mùa này có sầu riêng thì mình sẽ làm thêm mùa sầu riêng là 15.000 hộp. Rồi có cao thì 15. Vậy đó còn bánh lăng. Bánh lăng thì 10.000. Nước xăng thì 10.000 nha. Mình sẽ làm chỉ có câu nữa, có câu thì 10.000 chép. Đó, tất cả sản phẩm của Minh Xuân đó mọi người. Dạ. Hơn chừng thì biết Minh Xuân cũng rất là lâu rồi. Dạ. Cũng không có dịp trò chuyện giống như ngày hôm nay. Thì lúc trước là Minh Xuân cũng có đi chùa, đi bà, cũng đi dữ lắm á, chứ không có giỡn đâu. Mà hình như Minh Xuân này thích nhất là chùa ở dưới Trà Vinh á. Dạ, chùa nghèo anh. Bữa nào? Em cũng đang có tâm nguyện á. Nói chung là cái chùa đó nghèo dữ lắm. Nhưng mà em có ngày nào cũng mua vé số đến chi. Tự em làm thiện nguyện luôn. Em cũng số em về về chùa. Giờ Trà Vinh dùm sâu dùm xa đó là em hứa em cầu nguyện hoài mua vé số hoài. Chúng em tặng cho chùa đó là một tờ đặc biệt. Em nói lần lương tâm nha, có thì làm Minh Xuân làm liền chứ không phải nói về cái miệng. Minh Xuân không ham tiền đâu, Minh Xuân ham tiền bằng tay chân của Minh Xuân tạo ra thôi. Thì ở Trà Vinh á mọi người, theo cái đạo mà giống như là đạo ở bên Campuchia đó, mấy ông thầy mà đi đạo Nam Tông á. Nam Tông phải không, hay Bắc Tông đó hả? Đi chân không đó, rồi khoác cái áo rồi còn chừa cái vai á mọi người đó. Thì ở dưới là hay chị bệnh đồ đó, rồi cũng như là tu theo cái ăn mặn luôn được luôn nha. Đó. Như là hình như là hơn chừng Bắc Tông thì phải. Nó mang máng gì đó. Cái chùa đó mà thiếu thốn những là người ta không có xin tiền nha. Cũng như là lâu lâu cái em cũng điện về cho sư, em nói sư ơi, bữa nay chùa mình thiếu là đèn cày. Thiếu đèn cày hoặc là dầu. Là anh Khánh Trần Quang là ưa cho đó. Mà đem trở lại tới nhà luôn. Anh chứ thiếu mì gói hoặc là dầu gì đó, như ăn một cử lên. Cho mấy sư đồ ở dưới ha. Dạ. Thì sư này là giống y hệt như sư Minh Tệ mà đi khất thực mà mọi người thấy là ở trên mạng hiện tại giờ á. Đó, những cái sư ở dưới Trà Vinh á. Anh thấy em trúng 90 triệu tháng 7, đầu tháng 7 luôn anh nhớ không? Là em lấy số tiền đó là em chuyển về cho sư. Em mới chuyển tiền, em mới đi về đùa. Tại vì nhà em đơn chiếc. Em chuyển nhiều, em trúng 90 triệu em chuyển nhiều. Em chuyển cho chùa đó 10 triệu. Sư 10 triệu. Để cũng như là giúp chùa cho sư, cũng như giúp được cái gì em giúp Dạ. Thì có khả năng Hương Trần sẽ đi xuống Trà Vinh. Có gì đi, mình đi tới đó là. Em đi không? Bữa nào anh tổ chức đi biển Ba Động á. Dạ, cũng Trà Vinh á. Em mà đi rồi không ai cơm nước cho hai đứa nhỏ học kìa. Nó khổ gì đó em.
thì đi, đi xuống với kết hợp với đi chùa bên em luôn chùa. Vừa đi biển vừa đi chùa chiền là em thích lắm nhưng mà ổng có anh hiểu không đi là bởi tao ổng mà cái ổng thì cho mời ổng luôn mà cái ổng là thì mời ông xã em đi luôn đi về Trà Vinh anh định đi kết hợp là đi biển Ba Động nè rồi đi chùa mà nếu mà em nói cái chùa nghèo đó đi coi thử cái chùa nghèo như thế nào đó quay lên cho cô chú anh chị xem rồi sẵn đi về biển Ba Động thì nhà chị Sương cũng ở gần biển Ba Động luôn qua thử coi dạo này chị Sương làm ăn như thế nào sau khi rời thành phố Hoa Lệ hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo thì về Trà Vinh làm ăn như thế nào cũng chúc chỉ làm ăn gặp nhiều may mắn phát tài thôi chứ thấy làm ăn dạo này cũng khó khăn mọi người. Đúng rồi, giờ khó khăn lắm. Em khó khăn đó mà giờ cũng gặp anh đó gặp lại anh đó anh cũng nhào vô mời khách hàng để ủng hộ em thôi chứ bây giờ kinh tế khó lắm. Ai ăn vô này với bánh lăng này dễ ăn lắm, mua cái đồ dục vô tủ lạnh cái buồn buồn miệng cái đem ra ăn hủ ăn hủ. Anh thấy em không? Cái chai em còn sức lại nên thấy rõ ràng không? Cực dữ lắm á, mà em kiên trì luôn á. Nói chung ra chai trong cái nước bình chai là mình xin gửi lại từ chai hết trơn luôn á. Nước xanh là hũ sữa chua. Ba mấy cái hũ nhựa là xài một lần rồi bỏ. Khách cho em lại quá trời em nói dạ không, em không có lấy. Xài một lần rồi bỏ đi đừng có tiếc, không có tiếc gì cái hũ đâu. Mình sẽ rửa như vậy nè. Ok, đó thấy ông rửa sạch sẽ, hộp vệ sinh làm để phục vụ cho tất cả mọi người. Dạ. Hủ vừa đâu đâu cái gì bất cứ cái gì em rửa là hở. Em bán cái gì cũng rửa nói chung anh, rửa lại mới sạch. Đúng rồi. Mới về rửa lại. Hàng ăn là sạch sẽ là tiêu chí đầu tiên. Người nào yêu cũng như là đam mê mới làm được nha cực dữ lắm em nói chung là cũng trời thương á cho em có sức mạnh để em phục vụ với khách nói chung là cũng mừng lắm mà làm được đồ ăn cái gì mà sạch sẽ mà được chất lượng ngon á em chào cho quý khách ăn á em thấy người ăn ngon như vậy á là mình cũng vui là gì nói chung ra không ham lợi nhiều đó là nó lương tâm nha anh ăn qua có đồ em anh biết rồi đó em đâu ham lợi nhiều số lượng nhiều kéo cũng vô đó mà ta gặp mình mà ta quý thấy không là cái nhờ vui nhất cần của em là người với người quý với nhau là em mừng lắm nó là vậy đó, mình xin cắt vậy là cảm ơn quý khách thì Hân Trần sẽ mua hết cái chỗ của Minh Xuân ha để lát họ đi phát một lần nữa Hân Trần rất là cảm ơn chị gái giấu tên luôn đã ủng hộ cho Minh Xuân mừng mừng lắm luôn á mình giống như là mình đảo đi ra ngoài nắng mưa bây giờ mưa mùa mưa rồi anh rồi mình ngồi ở nhà chỉ làm bán rồi ở nhà cũng như là cơm nước cho con đi học về nó ăn mình ở chợ trong gia đình đó nhìn cũng đỡ chồng em cũng đi làm về cũng đỡ cực em chỉ mơ ước vậy thôi. Hân Trần kết thúc video đây ha, đợi mập qua là bắt đầu đi phát mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Dạ, em một lần nữa em cũng cảm ơn từ trong nước ngoài nước dù có mua không mua gì em cũng cảm ơn chứ yếu là vui vẻ ha. Dạ em cũng cảm ơn chị gái giúp tên đã ủng hộ Minh Xuân được bữa nay. Minh Xuân rất là mừng, rất là hạnh phúc luôn á. Rồi dạ. Bye bye, xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người lại clip sau nha.